Lần đầu con dâu Hà Nội vào bếp nấu canh cua cho mẹ chồng, nhưng canh này lại có nguyên cả con cua. Mới đây, một bà mẹ chồng người Thái Nguyên đã phải khóc thét khi được con dâu vào bếp nấu canh cua cho ăn. Có thể thấy canh này cũng là canh cua, nhưng mà nó lạ lắm, vớt lên chỉ thấy cua nguyên con chưa được pha chế. Chứng kiến màn nấu canh thảm họa của đứa con dâu yêu quý, mẹ chồng đã phải buông ra những lời thân mật cùng với đó là một vài sự khóc thét không hề nhẹ. Trước đó, do đã báo trước với mẹ là mình không biết nấu canh cua, nhưng vẫn bị mẹ dí, thế nên cô gái chỉ đành ngậm ngùi vào bếp và cái kết ối rồi ôi. Mày nói thế mà được à? Không biết nấu mày phải ra mày hỏi mẹ ơi, hướng dẫn con dạy con nấu như nào chứ. Cứ bộ mày để làm gì? Thì đấy là con bảo là con không biết nấu rồi, mẹ cứ bảo con đi vào nấu đi. Là con đã bảo là con không biết nấu rồi. Ôi giời ơi, bây giờ mày cứ bảo không biết nấu, bây giờ tao bảo mày ngày nay mày mẹ thích ăn thịt gà. Mày luộc cho tao con gà, mày cho cả con gà cả lông vào mày luộc chắc. Gà khác là con đã bảo cua là con không biết nấu rồi. Ôi giời. Tao năm nay 60 tuổi rồi, tao chưa thấy trường hợp nào như này. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.